Xin kính chào quý vị khán giả của Tam Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin chào buổi sáng. Kính chúc quý vị một ngày mới thật hạnh phúc và nhiều năng lượng. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Năm nay sẽ thay đổi từ giờ mùa đông sang giờ mùa hè vào ngày 31 tháng 3. Điều này có nghĩa là người dân tại Séc trong ngày hôm đó sẽ ngủ ít hơn 1 tiếng. Vào đêm sang ngày 31 tháng 3, đồng hồ sẽ cộng thêm 1 tiếng từ 2 giờ lên 3 giờ. Những ai phải dậy sớm đi làm sẽ phải chú ý thời gian để không bị muộn giờ. Tuy nhiên, nhờ vào việc thay đổi giờ mà một ngày sẽ kéo dài hơn và nhờ vào việc dậy sớm sẽ không bị ánh sáng mặt trời ảnh hưởng đến giấc ngủ. Các nhà khảo cổ vào hôm thứ Năm đã giới thiệu với công chúng một chiếc giếng có tuổi đời hơn 7.000 năm. Chiếc giếng này đã được tìm thấy vào 7 năm trước trong quá trình xây dựng xa lộ tại vùng Pardubice. Đây là một chiếc giếng gỗ lâu đời nhất thế giới, có chiều sâu là 140cm, có những thanh chắn trong rầm và được gia công thô bằng các công cụ bằng đá. Nhờ được bảo tồn trong nước mà chiếc giếng đã tồn tại cho đến thế kỷ 21 và được tìm thấy trong độ sâu 3m dưới lòng đất. Theo các chuyên gia, trẻ em đang ngày càng nghiện điện thoại di động. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến sự tập trung, giấc ngủ hay khả năng thiết lập các mối quan hệ xã hội. Trong khi vào năm 2021, theo các chuyên gia, thì 40% học sinh nghiện điện thoại di động thì chỉ sau 2 năm, con số đó đã tăng lên mức 70%. Giới trẻ thường sử dụng thiết bị điện thoại để chơi game, phát trực tuyến và sử dụng mạng xã hội. Fra Ayakong, cựu chủ trì chùa Wat Bang Dhammakiri, bị tòa án ở Thái Lan kết án 468 năm tù vì biển thủ gần 300 triệu bạt, tương đương hơn 200 tỷ đồng tiền công đức. Bị cáo Khom đã cất giữ số tiền biển thủ được trong tài khoản ngân hàng của mình và em gái. Ông đã rút tiền từ tài khoản đó 76 lần. Ông ta đã yêu cầu em gái giữ một phần tiền mặt ở nhà riêng. Một số tài sản khác được các nhà sư hoàn tục giấu bên trong ngôi chùa. Cảnh sát Thái Lan sau đó đã phát hiện 1.455 tăng vật, bao gồm tiền mặt và tài sản trị giá gần 300 triệu baht. Tòa án tuyên Khom 78 tội danh, mỗi tội bị phạt 6 năm tù. Tổng cộng ông bị kết án 468 năm tù. Một đám đông khoảng 600 người di cư đã phá bỏ hàng rào dây thép và xuyên thủng đội hình lính vệ binh quốc gia Texas khi cố gắng vượt biên từ Mexico sang Mỹ. Trong khi 5 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Texas xếp thành hàng ngang cố ngăn chặn họ. Nhiều người di cư giơ tay ra hiệu cho binh lính Mỹ không bắn, nhưng chỉ sau vài giây, họ ồ ạt tràn qua, hất văng những binh sĩ đang chắn ngang đường và chạy về phía cửa khẩu. Các công nhân tại một nhà máy ở thành phố Mysore, Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để hoàn thành việc sản xuất hàng triệu chai mực không thể tẩy xóa. Mực in được sản xuất tại nhà máy sẽ được phục vụ cho cuộc bầu cử tại Ấn Độ vào tháng tới. Trong nhiều thập kỷ, Ấn Độ đã sử dụng mực được làm chủ yếu từ bạc nitra để đóng dấu sau khi cử tri bỏ phiếu nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu trùng lặp và gian lận. Điều đặc biệt của loại mực này đó là khi tiếp xúc với ánh nắng, mực sẽ nhuộm tím da vào móng tay, tồn tại khoảng 2 tuần và gần như không thể tẩy được. Kể từ đầu năm, công ty đã xuất xưởng kỷ lục 2,7 triệu lọ mực. Hiện nay, công ty đang tăng cường sản xuất để đáp ứng cho cuộc bầu cử. Hàng năm cứ vào ngày xuân phân, hàng nghìn người dân lại đổ về kim tự tháp mặt trời ở Mexico để cầu nguyện và đón tiết xuân. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, thời khắc xuân phân năm nay diễn ra vào ngày 19 tháng 3, khi thời gian ngày và đêm có độ dài gần bằng nhau. Theo truyền thống, người dân thường mặc trang phục màu trắng, hướng hai cánh tay về phía mặt trời với quan niệm năng lượng của mặt trời và của vũ trụ sẽ qua đôi bàn tay ngấm vào cơ thể của họ và họ sẽ được khỏe mạnh suốt một năm liền. Nghi thức độc đáo này bắt đầu từ thập niên 70 của thế kỷ 20 và vẫn được duy trì tới ngày nay. Dù không nổi tiếng như bánh mì, phở hay bún chả, nhưng súp lươn Nghệ An cũng từng xuất hiện trên kênh CNN với miêu tả là một trong 7 món ăn sáng độc đáo trên thế giới. Không phải tự nhiên mà món ăn này được lựa chọn vào danh sách 7 món ăn sáng độc đáo. Tại Việt Nam, súp lươn Nghệ An được xem như một đặc sản địa phương mà du khách khi tới thành phố Vinh, Nghệ An đều sẽ cố gắng thử bằng được. Hay ở một số nơi khác, điển hình là Hà Nội, một số hàng súp lươn Nghệ An cũng thu hút đông đảo thực khách. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.